Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Bên dòng sông Trệm của nhà văn Dương Hà qua giọng đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, chương 3. Con trăng đồng quê vừa ló dạng khỏi những ngọn dừa. Xa xa Triệu Vĩ vội đến nhà Mỹ Lan để báo tin buồn cho nàng biết. Triệu Vĩ đi theo con đê nhỏ nằm giữa hai cánh đồng bát ngát. Chung quanh chàng lũ trùng dế núp dưới các gốc cây khô rên rỉ hòa tấu một bản nhạc mang giả buồn thê lương. Dưới các vũng nước xăm xấp, lũ ẩn ương bò tọt cũng rống cổ than dài thảm thiết. Xa xa thỉnh thoảng vọng về tiếng kêu nước lớn khô khan của con bìm bịp ở bìa rừng u minh. Triệu Vĩ lầm lũi bước nhanh, chàng chẳng chú ý đến cảnh vật thơ mộng như mọi hôm. Chàng đang nghĩ suy, sắp đặt những câu nói trước để làm yên lòng người yêu. Chàng dư biết chuyến đi bất ngờ này sẽ làm Mỹ Lan đau khổ không ít, nhưng biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chàng lại từ chối sự nhờ vả của mẹ? Dù sao chàng cũng đinh ninh và tự an ủi nhiều lắm, chừng một tháng là xong hết mọi công việc ở Sài Gòn. Chàng sẽ trở về Thới Bình tức khắc để nối tiếp những ngày yêu đương đầm thắm, và chàng xin phép mẹ cưới Mỹ Lan làm vợ. Từ nhà Triệu Vĩ đến nhà Mỹ Lan cũng khá xa, phải đi lần theo đê một đổi, rồi băng ngang một khoảng đường đồng nứt nẻ. Triệu Vĩ đã quá quen thuộc với con đường này nên chi chàng đi chẳng chút mỏi chân. Hai bàn chân không giày dép của chàng bước thoăn thoắt trên nền đất cứng. Chàng đã hết suýt xoa kêu đau như buổi ban đầu mới đặt chân lên Thới Bình thôn. Chung quanh Triệu Vĩ vắng ngắt không một bóng người, cảnh vật hoang vu lặng lẽ. Cái yên lặng triền miên và có vẻ bí mật làm cho những kẻ không quen phải rùng mình ghê sợ ngay, còn những kẻ quen thuộc trái lại rất thích thú. Tuy lòng Lan lo âu nhưng Triệu Vĩ vẫn thấy khoan khoái. Chàng ao ước một ngày gần đây sẽ được đi bộ giữa rừng và cởi thuyền trên mặt biển một đêm trăng. Vừa khỏi Gò Đất Cao, ngôi nhà của Mỹ Lan đã hiện ra trước mặt Triệu Vĩ. Đây là một ngôi nhà lá ba gian, một trái nằm treo leo riêng biệt một mình giữa đồng trống xa hẳn xóm giềng. Ở xa và thoạt trông vào, người ta sẽ bảo đó là một ngôi nhà mồ. Ngôi nhà được xây trên một khoảnh đất cao, có nền cao ráo. Chung quanh toàn là đồng ruộng cò bay thẳng cánh. Một hàng rào dăm bụt tươi tốt bao kính phía trước để xua đuổi những đôi mắt tò mò của thanh niên trong xóm. Qua khỏi cửa ngõ hàng tre cao nghệu là một cái sân rộng có một hàng cao trồng ngay ngắn chen lẫn với những cây hoa lài và những cây xoài, mít, mận. Hai bên cạnh nhà là rẫy rau và giếng nước. Trước hàng ba có chân dài chậu kiển và con chó Toto luôn luôn nằm ghét mỏ lên hai chân trước. Đến trước nhà Mỹ Lan, Triệu Vĩ ghé mắt nhìn suốt qua cửa sổ. Dưới ánh trăng sáng ở giữa sân, Mỹ Lan đang giã gạo. Nàng mặc chiếc áo bà ba đen ngắn để lộ hai cánh tay trắng mịn tròn trĩnh. Theo từng cử chỉ mạnh mẽ và nhanh lẹ của Mỹ Lan, cái chài gỗ thông thả nện đều đều xuống chiếc cối vuông vức, buông ra tiếng kêu thình thịch nghe rất êm tai. Mỹ Lan làm việc không ngừng, nhưng nàng chẳng tỏ vẻ gì là nhọc mệt. Những sợi tóc mây mỏng manh phủ lòa xòa xuống trán nàng, gương mặt nàng tươi đẹp dưới ánh trăng xanh. Những cây hoa lài nở trong đêm tiết ra mùi hương thơm phức làm say lòng người. Triệu Vĩ sung sướng lẩm bẩm: Mỹ Lan đẹp quá, vừa có đức hạnh, vừa siêng năng cần mẫn và lại làm việc giỏi giang. Nàng mới chính là người vợ hiền và mẹ tốt. Triệu Vĩ chẳng dám vào trong vội, chàng sợ chạm mặt với ông Năm và Sinh, anh trai của Mỹ Lan. Chàng chím miệng quýt sáo câu vô đầu bản hát làng tôi và đứng yên chờ kết quả. Nghe tiếng quýt sáo lạnh lót, Mỹ Lan ngừng tay, mặt nàng tươi lên. Nàng gác ngang cây chày lên miệng cối, đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán và khum lưng tuột hai ống quần xuống ngay ngắn. Con Toto bỗng chạy sổ ra cửa ngõ, sủa ỏm tỏi một lát rồi im lặng. Biết chắc Triệu Vĩ đã tới, Mỹ Lan vội chạy ra mở cửa. Nàng reo mừng: "A, anh mới đến." Triệu Vĩ đưa ngón tay trỏ lên môi: "Nhỏ nhỏ chứ, ba và anh Dinh ngủ chưa?" Mỹ Lan bật cười ròn: "Anh khéo lo sợ hảo. Hôm nay đến phiên ba gác ở xưởng dệt, còn anh Sinh thì đi tác ao ở cuối sớm, nửa đêm mới về." Con Toto cứ xoắn xích quanh chân Triệu Vĩ. Hai người sánh nhau bước vào sân, hai chiếc bóng đen ngã dài trên mặt đất. Đi ngang chòm bông lại, Triệu Vĩ dừng bước, hái một đóa hoa lớn nhất và vúi vào tay người yêu: "Anh tặng em đóa hoa tươi này, em hãy giữ kỹ. Màu trắng của hoa tượng trưng cho sự trinh bạch. Ngày mai sắc hoa sẽ tàn, hương hoa sẽ hết thơm, nhưng cái màu trắng tinh khiết vẫn còn tồn tại ở đó hoa mãi mãi."
Hiểu ý người yêu, Mỹ Lan cầm đóa hoa ấp lên ngực và nàng cương quyết nhìn vào mắt Triệu Vĩ. Em nguyện sẽ cho màu trắng tinh khiết của đóa hoa lại này mãi với thời gian như ý anh mong muốn. Nàng đưa đóa hoa lên hôn, đoạn cẩn thận bỏ nó vào gói kín lại. Đến trước chiếc gói to đầy ấm ấp gạo, Triệu Vĩ tò mò hỏi: Em giả như thế này bao giờ mới trắng gạo? Mỹ Lan đáp không nghĩ ngợi: Nếu giả trắng, thiệt trắng thì độ chừng gần 1 giờ. Nếu giả chạy 3, chạy 4 thì mau hơn nhiều. Em giả một mình chẳng buồn ngủ à? Quen rồi, buồn ngủ gì được. Mọi hôm đều có anh Sinh giả chung với em, nhưng hôm nay anh ấy bận tắt đìa, thành thử em phải giả một mình. Vì mai sáng hết gạo nấu cơm rồi, một cối gạo đầy nhà em ăn được vài hôm. Triệu Vĩ ngây ngô hỏi tiếp: Giả trắng gạo là xong tất. Mỹ Lan cười lanh lảnh: Giả như thế thôi thì ăn cái quái gì được, còn phải sàn cám nữa chứ. Gạo thì cho người ta ăn, còn cám thì heo và gà vịt dùng. Mỹ Lan trỏ chiếc cối xay để ở một góc sân. Trước hết phải đem lúa về xay ra gạo, rồi đem giả gạo, còn trấu thì dùng vào việc nhúm lửa. Chẳng có cái gì bỏ hết, dân quê tiện tặng từng chút. Triệu Vĩ gật gù: Anh hiểu rồi, anh có nhà máy xay lúa mà anh chẳng để ý tới. Nhưng đem hạt lúa làm thành hạt gạo bằng tay thì lâu lắc và bất tiện quá. Đành rồi, nhưng dân chỉ dùng thứ gạo từ tay họ làm ra thôi. Dùng gạo nhà vừa rẻ tiền lại vừa bổ, nhờ chất cám chưa giả sạch còn dính trong gạo. Gạo nhà máy chỉ để bán cho dân chợ tiêu thụ. Ở thôn quê mỗi nhà đều phải có một cái cối xay lúa, một cối chắc chắn với vài cây chày bằng gỗ nhẹ. Xay lúa và giả gạo cũng là một phương cách để cho chị em phụ nữ vận dụng tay chân và sức lực ngoài công việc bếp núc. Nếu cứ ở không mãi thì đâm ra lười biếng, hư hỏng mất. Chưa hết, đến mùa lúa, phụ nữ còn phải làm công việc ngoài đồng áng nữa, như tát nước, gieo mạ, cấy lúa non, gặt lúa chín. Phụ nữ nhà quê rất ham hoạt động và làm việc xốc giá chẳng thua đàn ông con trai bao nhiêu. Anh xuống dạo này gặp lúc mãn mùa nên chẳng thấy cái gì lạ. Nếu gặp mùa rộn rịp đồng quê, anh sẽ rất thích thú. Người ta làm việc một cách thăng hái và trong bầu không khí thân mật, vui tươi, trẻ trung. Triệu Vĩ khom lưng nhặt cây chày gỗ, giơ lên cao và thẳng tay giáng xuống cối. Gạo văng tung tóe ra ngoài mặt đất, chàng bực dọc: Quái thật, giả mạnh như thế mà chẳng ra hồn gì cả. Trong dáng điệu ngượng nghịu và cử chỉ vụng về của Triệu Vĩ, Mỹ Lan cười rủ rượi: Giả gạo chẳng dễ dàng như anh tưởng đâu. Anh có sức lực, anh bổ mạnh chày nhưng không chắc chắn. Hơn nữa anh đứng tấn không có thế. Người giả gạo chỉ cần nắm chắc cán chày bằng một tay thôi, còn bàn tay kia phải cầm lỏng để kịp vuốt lên cao khi đầu chày vừa nện xuống cối. Giả gạo theo kiểu anh á thì chẳng có gạo mà ăn đấy. Triệu Vĩ cười chửa thẹn: Coi dễ dàng đến thế mà ngẫm nghĩ lại khó. Chàng trả cây chày về chỗ cũ. Mỹ Lan nhìn người yêu hỏi: Hôm nay chúng ta không có hẹn, anh đến tìm em chơi hay có chuyện chi? Đang vui vẻ đột nhiên Triệu Vĩ sa sầm nét mặt. Chàng nắm tay Mỹ Lan: Anh có chuyện cần kiếp phải nói với em. Nghỉ việc bây giờ chứ? Nhận thấy gương mặt nghiêm trọng của tình nhân, Mỹ Lan không khỏi lo âu. Nàng bảo Triệu Vĩ: Chúng ta ra bờ giếng ngồi nói chuyện. Nàng vỗ đầu con chó Toto: Toto, mày ở đây giữ gạo giùm chị nhé. Con chó khôn ngoan ve vẫy đuôi lia lịa tỏ dấu vâng lời. Triệu Vĩ và Mỹ Lan chậm chạp bước về phía bờ giếng. Hai người ngồi trên rễ dây của một cây me chua to tướng. Chưa ai nói lời nào, Triệu Vĩ ngập ngừng mãi. Hai người lặng nhìn mặt nước giếng trong veo, lều bèo những đám bèo cám và những cánh lá sen tròn trĩnh xanh mướt. Thỉnh thoảng một luồng gió mạnh tạt qua, lá me rơi lả tả xuống nước và cài lên tóc của đôi tình nhân. Lâu lâu vài con cá lóc nổi lên đớp mặt nước, làm gương mặt tròn của Hằng Nga nhăn nhó. Mỹ Lan nhắc khéo: Im lặng quá anh nhỉ. Triệu Vĩ cố nén tiếng thở dài: Mỹ Lan em, anh có chuyện này nói ra em không được buồn, em bằng lòng. Mỹ Lan càng lo sợ thêm, nàng thúc giục: Thì anh nói xem sao. Triệu Vĩ đặt tay lên vai người yêu và ngó thẳng vào mắt nàng: Mỹ Lan, sáng mai anh đi Sài Gòn. Mỹ Lan biến sắc mặt: Anh đi Sài Gòn? Hiểu sự lo sợ của người yêu, Triệu Vĩ nói tiếp rõ ràng: Mẹ bảo lên Sài Gòn để mua những máy móc cần dùng trong nhà máy và xưởng dệt. Luôn thể anh tìm những thương gia, kỹ nghệ gia quen biết với ba hồi đó để bàn bạc công việc, khuếch trương thương mại. Anh biết nói ra em sẽ buồn lắm. Thực tâm anh chẳng muốn đi, anh chẳng muốn xa em giờ phút nào hết. Nhưng chả lẽ lại cãi lời mẹ. Công việc mà mẹ nhờ vả chẳng có gì nặng nhọc, nên anh không thể từ chối được. Mỹ Lan ngồi thừ người dây lâu, lòng nàng chết điếng. Nàng chua xót hỏi: Bao giờ anh về? Có lâu lắm không?
Triệu Vĩ an ủi: lâu lắm là một tháng, nhưng anh sẽ cố gắng lo cho công việc chóng rồi để anh trở về. Xa em giữa lúc tình chúng ta đang nồng thắm là một sự giận bất đắc dĩ. Lên tới Sài Gòn anh sẽ gửi thơ thường về cho em. Thôi chúng ta đành chịu vậy em ạ. Một tháng chẳng là bao. Mỹ Lan thờ thẫn lẩm bẩm: một tháng trời. Đôi mắt đen quyền của nàng lấp đánh dương hai giọt lệ long lanh. Triệu Vĩ cảm thấy lòng đau nhói, chàng vuốt nhẹ mái tóc người yêu. Em hãy hứa với anh là em không được buồn phiền sầu não trong những ngày xa anh. Xa nhau nhưng chúng ta vẫn tưởng nhớ tới nhau là được rồi. Em hứa với anh đi. Mỹ Lan sương sương nước mắt: em xin hứa, em tưởng nhớ anh luôn. Em chờ đợi ngày anh về. Thới Bình Thôn cũng chờ đợi anh. Anh đừng phụ lòng em, phụ tình thương mến của anh em nông dân. Rừng U Minh muôn đời vẫn xanh, dòng sông Trẻm muôn đời vẫn đỏ. Nàng gục đầu lên vai Triệu Vĩ nức nở: em mong lòng anh muôn đời vẫn sắc son. Triệu Vĩ rút khăn tay chùi nước mắt cho Mỹ Lan và chàng dịu dàng nói: anh cũng mong rằng tình của chúng ta bền vững mãi với thời gian. Thôi đừng khóc lóc nữa Mỹ Lan, tiếng khóc sụt sùi của em làm lòng anh tan nát. Tội gì phải than khóc với một ngày mà nó không phải là ngày vĩnh biệt của chúng ta. Chúng ta hãy vui với ngày tạm biệt và sẽ vui nhiều hơn với ngày tái ngộ. Nhưng biết đâu ngày hôm nay lại chẳng là ngày mà chúng ta xa nhau vĩnh viễn. Anh thường tin tưởng ở định mệnh, biết đâu lần này lại chẳng có thần định mệnh nhúng tay vào. Triệu Vĩ lộ vẻ không hài lòng, trách cứ Mỹ Lan: sao em lại nghĩ những chuyện không tốt? Em nghi ngờ lòng anh. Anh buồn em lắm đấy. Định mệnh vẫn là định mệnh, còn chúng ta thì vẫn là chúng ta. Đột nhiên đôi gò má của Mỹ Lan ửng hồng lên. Nàng bẽn lẽn ngập ngừng nói: anh Triệu Vĩ, em đã có thai. Dứt lời nàng ngượng nghịu xây mặt ngói về phía khác. Triệu Vĩ mừng rỡ chụp lấy hai bả vai của Mỹ Lan, bắt buộc nàng nhìn thẳng vào mặt mình. Chàng hỏi dồn: em đã có thai thật à? Với bản tính hay cả thẹn của một thôn nữ ngây thơ, Mỹ Lan lúng túng đáp nhanh: chứ nói dối anh làm gì. Không dằn được sung sướng, Triệu Vĩ ôm chầm lấy Mỹ Lan: anh sung sướng quá, anh chỉ mong mỏi thế. Rồi đây chúng ta sẽ có con. À mà bao lâu rồi nhỉ? Sao em không cho anh biết sớm? Câu hỏi thành thật của Triệu Vĩ làm Mỹ Lan càng thẹn nhiều thêm nữa. Nàng lảng tránh đôi mắt của chàng, khẽ để bàn tay lên bụng và đáp: có lẽ chừng tháng nay thôi. Em định cho anh hay từ lâu, nhưng ngượng quá. Triệu Vĩ nghiêm sắc mặt: anh đi Sài Gòn trong tình trạng em đang thai nghén, thật anh không muốn tí nào hết. Mỹ Lan tuy lo buồn vì phải xa Triệu Vĩ, nhưng nàng không muốn Triệu Vĩ vì mình mà phải cãi lời mẹ. Nàng khẽ nắm tay Triệu Vĩ: triệu chứng có thai mới bắt đầu thôi, anh đừng lo ngại vì em nhiều lắm. Anh hãy làm tròn lời căn dặn của mẹ, nhưng anh nhớ về sớm vì em mong lắm. Tới Sài Gòn anh nhớ gửi thư về cho em biết địa chỉ, để em biên thư lên cho anh biết tin tức ở dưới này. Một tháng cũng chẳng là bao. Triệu Vĩ bùi ngùi: anh sẽ trở về trước thời hạn một tháng để tính công cuộc hôn nhân của chúng ta, vì chúng ta sắp có thêm một bổn phận nữa. Khi trở về anh sẽ đem câu chuyện nói với mẹ và chúng ta lấy nhau. Rồi chúng ta sẽ có con và gia đình chúng ta sẽ hoàn toàn hạnh phúc. Mỹ Lan tuy mừng thầm trong dạ, nhưng nàng vẫn không ngớt lo âu. Lỡ mẹ không bằng lòng thì sao? Nếu thế em chết mất thôi. Triệu Vĩ cương quyết: không ai lay chuyển nổi ý định của anh. Nếu mẹ không bằng lòng thì anh tự bằng lòng lấy một mình vậy. Hôn nhân là chuyện hệ trọng của đời người, cha mẹ không thể ép buộc con cái. Anh lớn rồi, anh biết lựa chọn người bạn đời của anh. Anh chỉ nghe theo tiếng gọi của trái tim anh thôi. Em hãy tin nơi anh. Trước những lời lẽ cứng rắn của Triệu Vĩ, Mỹ Lan bùi ngùi cảm động: em cảm ơn anh nhiều lắm. Hiện thời cuộc đời em nằm gọn trong tay anh. Cả linh hồn lẫn thể xác em đã trao hết cho anh. Còn đứa con trong bụng nữa, nó khổ sở hay sung sướng sau này là do ở anh định đoạt. Anh hãy ráng đào tạo nó nên người, vì nó là giọt máu chung của chúng ta. Em tin tưởng đứa bé sẽ là con trai, nó giống hệt cha nó từ tánh tình lẫn khí phách. Triệu Vĩ sung sướng nói: nó còn giống em ở cái chân thật và giản dị, đặc tánh của dân quê. Mỹ Lan dục hỏi người yêu: à, em nghe người ta đồn con gái Sài Gòn đẹp lắm phải không anh? Hiểu thâm ý của Mỹ Lan, Triệu Vĩ vuốt nhẹ mái tóc nhung và đáp: con gái Sài Gòn tuy đẹp thật, nhưng có cái đẹp diêm dúa kiểu cách, và cái đẹp bên ngoài đâu có tồn tại mãi và đáng quý bằng cái đẹp của tâm hồn. Anh rất ghê sợ thứ sắc đẹp rỗng tuếch. Gái đẹp của Sài Gòn chỉ để làm tình nhân thôi, chứ không thể lấy làm vợ được. Vợ anh phải là người con gái chân thật, thuần hậu, siêng năng, đảm đương, hoạt động, và nhất là không để cho danh lợi, tiền tài, sắc dục lôi cuốn. Một người đàn bà Việt Nam hoàn toàn không phải chỉ là một người hiền nội trợ.
mà còn phải là một người mẹ tốt, biết yêu thương con cái hơn yêu thương bản thân mình. Triệu Vĩ nắm chặt bàn tay của Mỹ Lan. Em chính là một người phụ nữ Việt Nam hoàn toàn, một người vợ hiền biết thương chồng và một người mẹ tốt biết thương con. Mỹ Lan sung sướng ngã đầu lên vai người yêu, không nói một lời. Nàng liên tưởng đến một gia đình ấm cúng với chồng hiền, vợ hạnh, con ngoan. Một luồng gió mạnh thổi tạt ngang, những tàu lá chuối trồng quanh bờ giếng va chạm nhau bật thành tiếng nghiến răng ken két. Xa xa ngoài đồng vắng, thấp thoáng những bóng trẻ con lui cui đào hang tìm bắt dế. Đâu đây vẫn trong cơn gió nhẹ, tiếng đánh dần quốc ngữ ê a của các cụ già ham học. Triệu Vĩ lắng tai nghe và hỏi Mỹ Lan: có phải mấy cụ già học lớp bình dân học vụ ban đêm? Mỹ Lan gật đầu đáp: phải, ở thôn quê dạo này người ta ham học lắm. Những ông bà cụ râu tóc bạc phơ, những ông chồng, những bà vợ vẫn còn ham học như trẻ nít. Tối đến họ cấp sách tới trường, tâm hồn trẻ trung như còn niên thiếu. Họ đi học không tốn một món gì hết, vì nhà trường chu cấp cho tất cả, từ giấy mực đến bút phấn. Người ta triệt để chống giặc dốt, quan trọng cũng như là chống giặc đói và giặc ngoại xâm. Trẻ cũng học, già cũng học, có gia đình cũng học, chưa có gia đình cũng học, tàn tật cũng học. Nếu ai mắc cỡ không chịu đi học thì sẽ có người đến tận nhà mời mọc một cách lễ phép và nhã nhặn. Trước chiến tranh hồi Pháp thuộc, ở đây hầu hết người ta đều dốt đặc, chỉ trừ một số nhà giàu cho con đi học ở tỉnh và những ông hưng chức làng. Nhưng hiện thời số người dốt trong làng giảm bớt hơn 80%. Một ngày gần đây sẽ không còn ai dốt nữa. Hiện thời giáo dục cưỡng bách đến lớp 3, nhưng lần hồi sẽ đến lớp nhất và sẽ còn cao hơn nữa, tùy theo trình độ tiến hóa của dân chúng. Nàng nói lảng sang chuyện khác: anh Triệu Vĩ, anh đừng quên rằng ở Thới Bình thôn có một người con gái chiều chiều ra bờ sông Trẹm ngóng trông anh. Triệu Vĩ nói lời với người yêu: và em hãy tin rằng nơi kinh kỳ phồn hoa đô hộ, chiều chiều vẫn có một người đàn ông hướng mắt về nẻo quê xa, tưởng đến hình bóng một người con gái áo đen. Hai người cùng nín lặng, hai đôi mắt đắm đuối nhìn nhau, hai tâm hồn cảm thông nhau qua những ý nghĩ chân thành nhất. Hồi lâu hai người đứng dậy, gió thổi bay hai vạt áo. Mỹ Lan cố đè nén xúc cảm: thôi, anh về nghỉ sớm để mai lên đường. Sáng mai em sẽ ra bờ sông Trẹm tiễn đưa anh. Dòng nước sông Trẹm muôn đời vẫn đỏ, anh nhỉ? Hiểu ý Mỹ Lan, Triệu Vĩ cảm động: phải, dòng nước sông Trẹm muôn đời vẫn đỏ, cũng như chúng ta muôn đời vẫn sắc son. Chàng đặt tay lên vai Mỹ Lan và nhìn thẳng vào mắt nàng: Mỹ Lan em, chúng ta yêu nhau một đêm trăng, tạm biệt nhau cũng một đêm trăng, và anh tin chắc rằng hôn lễ của chúng ta cũng sẽ diễn ra vào một đêm trăng. Mỹ Lan khẽ gật đầu, lòng gợn một niềm sung sướng vô biên. Nàng đưa người yêu ra khỏi ngõ. Con chó Toto chạy theo quấn quýt bên chân hai người, như vui mừng với hạnh phúc của họ. Triệu Vĩ quay lưng bước nhanh xuống bờ đê để tránh một sự xúc cảm mạnh kéo dài. Lũ trùng dế và ỉnh ương hòa hợp cử lên bản nhạc tạm biệt buồn ảo não. Mỹ Lan đứng nhìn dõi theo bóng Triệu Vĩ xa lần trên cánh đồng rộng mênh mông, và bỗng dưng nàng nghẹn ngào: Triệu Vĩ ơi, em mong chờ ngày trở về của anh. Thoáng chốc đã 3 tháng trời kể từ buổi biệt ly hôm ấy, bóng Triệu Vĩ vẫn bằng bạc, chàng chưa trở về Thái Bình thôn. Mỹ Lan mỏi mòn trông đợi. Sáng sáng chiều chiều, nàng ra đứng bên bờ sông Trẹm, đưa mắt âu sầu nhìn dòng nước đỏ ngầu chảy xiết mà lòng tơi bời nổi sóng. Mỹ Lan đau khổ vô cùng. 3 tháng dài đằng đẵng, nàng biến ăn, biến ngủ, biến cười, biến nói. Đôi mắt đẹp luôn luôn như đẫm lệ và hướng về nẻo trời xa xăm tìm một hình ảnh thân yêu chưa trở lại. Dòng sông Trẹm vẫn đỏ, rừng U Minh vẫn xanh. Chẳng lẽ Triệu Vĩ lại lỗi thề? Mỹ Lan nghĩ ngợi nát óc cái căn nguyên xui khiến cho người yêu không đúng hẹn. Trước khi đi, Triệu Vĩ hứa chắc với nàng nhiều lắm là 1 tháng sẽ về. Thế mà nay đã 3 tháng rồi, Triệu Vĩ cũng không gửi về một lá thư nào để cho Mỹ Lan yên dạ. Mỗi ngày nàng đều đến hỏi thăm Năm Hương về thư từ, nhưng Năm Hương đều lắc đầu. Những dụng cụ máy móc Triệu Vĩ đã gửi về cho bà Triệu Phú từ lâu. Đáng lẽ chàng phải gửi thư cho nàng biết, nếu thật tình chàng bận việc bề bộn chưa thể về đúng hẹn được. Đằng này hình bóng, thư từ, tin tức đều mất biệt luôn. Mỹ Lan đau buồn vô hạn. Nghĩ đến sự phụ bạc của Triệu Vĩ, Mỹ Lan không sao ngăn được đôi dòng lệ thảm. Nếu đúng như thế thì đời nàng còn gì? Lẽ sống duy nhất của nàng là Triệu Vĩ không bao giờ bỏ rơi nàng, vì nàng còn mang giọt máu của chàng trong bụng. Mỹ Lan cố bám lấy một đức tin yếu đuối và mỏi mòn trong đợi hình ảnh một người. Niềm thương nhớ lẫn đau khổ dày xéo tâm hồn người thôn nữ dịu hiền. Dòng nước sông Trẹm đã bao nhiêu lần hứng những giọt lệ tâm sự não nùng của Mỹ Lan.
Nàng chờ đợi, nàng tin tưởng. Nàng có biết đâu hạnh phúc của đời nàng, của con nàng đang sắp gãy đổ vĩnh viễn. Nàng có biết đâu bà Triệu Phú tìm hết mọi cách để giữ chân Triệu Vĩ ở lại Sài Gòn, và Nam Hương đã thủ tiêu hết tất cả những bức thư mà Triệu Vĩ gửi về cho Mỹ Lan trong thời gian 3 tháng nay. Bà Triệu Phú và Nam Hương hợp sức nhau sắp đặt mưu mô một cách thầm lặng để phá tan cuộc tình duyên quá chênh lệch theo ý bà giữa Triệu Vĩ và Mỹ Lan. Âm mưu độc hiểm của họ đã được đi gần đến mức kết quả tốt đẹp. Họ chỉ còn chờ một hành động nhỏ nữa là thành công. Vì lý do công việc, bà Triệu Phú kéo dài thời hạn ở Sài Gòn của con trai. Triệu Vĩ không về đến mưu kế của mẹ và tên quản gia. Tuy sốt ruột và nóng lòng, Triệu Vĩ vẫn không dám cãi lời mẹ. Giả lại chàng tin mấy bức thư của chàng đã đến tay Mỹ Lan, nhưng chàng hơi lấy làm lạ và lo ngại là Mỹ Lan không trả lời thư cho chàng được yên lòng. Vô tình Triệu Vĩ và Mỹ Lan đã sa vào bẫy của Nam Hương và cả bà Triệu Phú nữa. Bà tin rằng mọi công chuyện đều có thể kết thúc được dễ dàng và chẳng có gì hại cho Triệu Vĩ lẫn Mỹ Lan. Mưu kế của Nam Hương trước hết là làm chia rẽ đôi tình nhân, rồi gieo sự nghi ngờ vào trí óc họ, rốt cuộc là làm cho họ lầm lẫn nhau. Đi được tới đích là Nam Hương thành công. Bộ óc gian xảo của Nam Hương sắp đặt mọi việc rất khéo léo. Cái bẫy đã giương xong, giờ gã chỉ còn thản nhiên ngồi chờ chim sa vào để ra tay bắt. Ngày giờ chậm chạp trôi qua như cỗ xe tang trong sự mong nhớ não nề của Mỹ Lan. Cái bụng mang thai của nàng đã hơi phồng lên, làm Mỹ Lan lo ngại nhiều thêm. Nếu Triệu Vĩ phụ nàng hoặc về quá trễ, nàng sẽ nguy mất. Không giấu kín được chữa ngén, nàng sẽ là cái bia để cho người trong làng đàm tiếu. Nàng sẽ nhục nhã biết mấy. Nàng nhớ đến câu không chồng mà chữa, thế gian lạ đời. Dù cho xã hội có văn minh đến mức nào đi nữa, gái chưa chồng mà chữa vẫn là một chuyện xấu xa đáng cho thiên hạ chê cười. Sự lo âu, mong nhớ, đau buồn làm cho Mỹ Lan gầy đi khá nhiều. Qua những đêm dài không ngủ và khóc thầm, Mỹ Lan mất hết vẻ tươi vui, hồn nhiên của một thiếu nữ đẹp yêu đời. Nhưng Mỹ Lan hơi yên lòng khi nhớ lại câu hứa hẹn của người yêu vào một đêm trăng bên bờ giếng. Dòng sông Trẹm vẫn đỏ, rừng U Minh vẫn xanh, thì tình chúng ta vẫn sắc son. Ngày ngày Mỹ Lan đều ra bờ sông Trẹm, hướng mắt về phía rừng U Minh, xem nước và rừng có thay đổi màu chăng. Và nàng lại bừng tin tưởng hơn khi nhận thấy rừng U Minh xanh mịch vẫn đổ tuôn xuống sông Trẹm thứ nước đỏ ngầu của nước và mật cực. Mỹ Lan đếm nhẩm trên đầu ngón tay từng ngày một. Đã hơn 3 tháng rồi, bắt đầu từ ngày Triệu Vĩ xa lìa Thới Bình Thôn thơ mộng. Mỹ Lan sống trong tình trạng của chinh phụ đợi chồng. Cha và anh trai Mỹ Lan nhận thấy sự thay đổi của nàng, nhưng hai người không hiểu nguyên cớ, chỉ có Nam Hương thấy rõ và hiểu thôi. Gã mừng thầm trong dạ, gã nắm chặt trong tay sự thành công. Mối nhục nhã của gã sẽ rửa được, và không chừng dục vọng của gã sẽ được thỏa mãn. Con người của Nam Hương không bao giờ biết thương hại ai, gã chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng của gã. Gã có biết đâu gã đã nhúng tay vào một tội ác khó tha thứ được. Đấy là tội giết chết tâm hồn người ta. Sáng nay như thường lệ mọi hôm, sau khi đã dọn dẹp nhà cửa, Mỹ Lan thả ra bờ sông Trẹm, nhìn dòng nước lững lờ trôi, cuốn theo không biết bao nhiêu là lá vàng lẫn lá xanh, cùng những cụp lục bình to tướng. Mặt trời đỏ chói rọi xuống sông những tia lửa sáng rực, bầy nhãn trắng bay xà xà trên mặt nước đớp mồi. Bình minh nơi thôn giả làm dịu lòng người. Sương mù long lanh bám trên cành lá tan dần khi bị ánh sáng liếm tới. Hàng dừa nước rung rẩy nhịp theo từng luồng gió nhẹ. Dòng sông Trẹm náo nhiệt lạ thường. Tam bản, xuồng ba lá, ghe cà dôm buôn bán chở đầy mọi thứ. Quang cảnh nhộn nhịp trông rất vui mắt. Những chiếc xuồng con bán hàng sáng lướt băng băng xuôi ngược dọc ngang. Những cô gái trẻ vừa đẩy mạnh mái chèo duyên dáng vừa mời mọc khách. Những anh chàng lái buôn sồn sồn có, trẻ tuổi có, luôn luôn gọi mấy khách hàng linh động trên mặt nước để dùng vài tô bún nước lèo hoặc bánh canh mặn dằn bụng sáng, và luôn thể chọc ghẹo cùng hái những nụ cười tươi của mấy cô gái bán hàng. Thới Bình Thôn ồn ào rộn xịp phô bày tất cả những sức sống linh động. Sau chiến tranh dường như người ta cố gắng làm việc nhiều hơn để lấy lại những gì đã mất trong 9 năm khói lửa vừa qua. Cũng như bao nhiêu miền quê Việt Nam khác, Thới Bình hăm hở hoạt động, hăng hái kiến thiết lại những cái đã đổ vỡ. Người dân quê Việt Nam với sức sống tiềm tàng không bao giờ thối chí ngã lòng. Họ kiên nhẫn xây dựng cho quê hương thân yêu của họ thêm phong phú, và họ can đảm đào tạo cuộc sống của họ tiến bộ hơn để hầu có kịp theo bánh xe tiến hóa của xã hội Việt Nam đang được sức người thúc đẩy mạnh mẽ. Mỹ Lan đứng lặng giờ lâu bên sông Trẹm, một buổi bình minh nắng ấm, thiên hạ nô nức vui mừng, cớ sao lòng nàng trống lạnh. Thiếu một bóng người thân yêu là thiếu tất cả.
Mỹ Lan đau khổ thở dài. Nàng quẩy quải lê bước đến nhà bà Triệu Phú. Nàng vào thẳng văn phòng riêng của Năm Hương. Trông thấy Mỹ Lan, Năm Hương đã biết ngay nàng đến đây để làm gì rồi. Gã thản nhiên: "À, cô Mỹ Lan, cô đến sớm quá, mời cô ngồi ghế." Mỹ Lan gật đầu chào tên quản lý và đáp: "Cảm ơn ông, tôi đứng được." Năm Hương chận đầu: "Cô đến đây để hỏi thư?" "Phải, ông xem giùm có thư của tôi chăng?" Năm Hương giơ tay lấy sắp thư để trên bàn. Gã lật từng cái một xem hồi lâu, đoạn lắc đầu: "Không có thư của cô." Gương mặt Mỹ Lan ủ dột, u sầu. Năm Hương nhận thấy tất cả nhưng không nói gì. Mỹ Lan run giọng: "Cảm ơn ông, tôi về." Mỹ Lan quay bước. Năm Hương gọi giật lại: "Cô Mỹ Lan." Mỹ Lan dừng bước hỏi: "Ông gọi tôi?" Năm Hương rời ghế đứng dậy, bước đến trước mặt Mỹ Lan ôn tồn: "Cô Mỹ Lan, hình như cô chờ đợi thư của một người nào, sáng nào cô cũng đến." Trước câu hỏi bất ngờ của Mỹ Lan, trước câu hỏi bất ngờ của tên quản lý, Mỹ Lan lúng túng: "À, tôi chờ thư của một người bạn gái, hiện đang làm việc tại Sài Gòn." Dư biết Mỹ Lan nói dối, Năm Hương tỏ ra rất tin lời nàng: "Cô có cho đúng chắc địa chỉ ở đây?" Thấy Năm Hương chẳng chút nghi ngờ, Mỹ Lan vững dạ, nàng bình tĩnh đáp: "Tôi biên địa chỉ rất đúng, không thể lạc thư được." Dứt lời, Mỹ Lan định từ giã Năm Hương, nhưng gã khôn ngoan giữ lại: "À, cô có hay tin này không? Bà chủ vừa cho tôi biết một tin mừng. Chúng ta sắp dự một đám cưới lớn lao chưa hề có ở Thới Bình từ trước tới nay." Mỹ Lan lo ngại hỏi nhanh: "Đám cưới ai?" Biết Mỹ Lan sắp sai vào bẫy, Năm Hương nghiêm giọng nói rõ ràng: "Đám cưới của cậu hai, con trai bà chủ." Tự nhiên mặt Mỹ Lan tái mét, nàng cố kiềm chế, nhưng thân thể nàng run bần bật, dường như muốn gã gục. Nàng gượng hỏi: "Cậu hai cưới ai đấy?" Năm Hương búa mạnh vào đầu Mỹ Lan chẳng chút thương hại: "Ngọc Anh, con gái của bác sĩ Thạch ở Bạc Liêu. Cậu hai chưa về đây được vì cậu phải ở nán lại Sài Gòn để lo sắp đặt công việc lễ hỏi. Có lẽ lâu lắm cậu hai mới về đây. Hôm lễ cử hành trước ở Sài Gòn rồi tới Bạc Liêu, và sau rốt mới đến Thới Bình. Ngày ấy mọi công nhân sẽ được nghỉ việc, lãnh lương đủ và ăn uống no say." Nghe mấy lời, Mỹ Lan muốn té xỉu, nàng phải vịnh tay vào thanh cửa. Năm Hương đánh thêm một đòn cuối cùng: "Thật là xứng đôi vừa lứa. Cô Ngọc Anh vừa đẹp, vừa học giỏi, vừa con nhà danh giá. Cậu hai nhà ta thật có phước lớn." Không chịu được nữa, Mỹ Lan đâm sầm chạy ra khỏi nhà, chẳng kịp chào tên quản lý. Năm Hương đứng xoa tay, khoái trá nhìn theo. Thế là xong, con mồi cái đã sa vào cái bẫy. Giờ chỉ còn trình bắt con mồi được nữa là hết chuyện. Mỹ Lan định chạy thẳng về nhà, đầu óc nàng choáng váng, mắt nàng hoa lên, nàng cắm cổ chạy như một con mẹ điên. Ra đến ruộng, nàng ngồi phịch xuống bờ mẫu, thở hổn hển trong khi nước mắt chảy ràn rụa. Xung quanh nàng, mọi vật nhảy múa lung tung, chẳng còn nhận rõ được vật gì với vật gì. Thế là hết. Bây giờ nàng mới hiểu rõ cái nguyên nhân do xui khiến Triệu Vĩ ở mãi Sài Gòn và chẳng gửi về cho nàng một lá thư nào. Triệu Vĩ sắp cưới vợ, một người vợ giàu, đẹp, học giỏi. Còn nàng, nàng chỉ là một đứa con gái quê nghèo khổ, kém học, con nhà hạ cấp. Bây giờ Mỹ Lan mới biết là nàng điên rồ và ngu dại. Điên rồ vì nàng đã mơ ước cao xa quá, tin tưởng nhiệt thành quá, và nàng đã xây lâu đài trên bãi cát. Ngu dại vì nàng đã đi yêu và trao thân cho một chàng trai thành thị khác giai cấp, khác địa vị với nàng. Mỹ Lan không ngờ Triệu Vĩ lại là một gã sở khanh đốn mạc, chuyên lợi dụng lòng tin tưởng chân thành của gái quê để thỏa mãn dục vọng đê hèn của mình. Cái con người hiền lành và có vẻ thật thà của Triệu Vĩ không dè lại chứa đựng bên trong một tấm lòng bẩn thỉu thối tha. Con trai nhà giàu yêu con gái nhà nghèo luôn luôn chỉ là để lợi dụng. Một ông kỹ sư, con trai của một bà triệu phú, đời nào lại đi lấy một con bé nhà quê của rừng U Minh làm vợ. Mỹ Lan ôm mặt khóc nức nở. Triệu Vĩ đã phụ bạc, còn gì là đời nàng. Đứa bé trong bụng sẽ là một đứa con không cha, và nàng sẽ là một đứa con gái không chồng mà có chữa. Còn gì hổ thẹn nhục nhã hơn nữa. Mất một tình yêu nhất đời, tiếp lấy một sự khổ hận, nàng làm sao sống nổi. Nhớ lại Triệu Vĩ một đêm trăng nào bên bờ giếng, Mỹ Lan càng thêm đau xót. Anh sẽ trở về và sẽ cưới em làm vợ. Hỡi ơi, giờ đây còn đâu một ngày về, còn đâu một ngày về, còn đâu những lời hứa hẹn vàng đá, còn đâu những đêm trăng ngồi bên nhau như dòng nước sông Trẹm. Dòng sông Trẹm vẫn đỏ, rừng U Minh vẫn xanh, nhưng lòng Triệu Vĩ đã thay đổi rồi. Chàng đã quên lời thề xưa để chạy theo một hình ảnh mới lạ.
Triệu Vĩ đã bị những thiếu nữ kinh kỳ quyến rũ, đúng như sự lo sợ của nàng. Phấn son Sài Gòn rất dễ làm lay lòng trai trẻ, nhung lụa Sài Gòn rất dễ làm phai những lời nguyện ước. Từ đây đêm đêm, Mỹ Lan sẽ ngồi một mình bên bờ sông Trẹm lạnh lùng để ngắm dần trăng buồn soi bóng nước, để nghiền ngẫm về sự thay đổi của lòng người. Mỹ Lan đưa bàn tay sờ lên bụng và đau đớn. Con ơi, rồi đây đời con sẽ khổ. Sự phụ bạc của cha con và sự lầm lẫn của mẹ đã làm hư hại đời con. Con hãy tha thứ cho mẹ, vì người con gái nhẹ dạ thường rất dễ bị lừa gạt. Nàng ôm mặt nấc lên thổn thức. Triệu Vĩ anh ơi, em không ngờ buổi chia tay tạm biệt đêm đó là ngày vĩnh biệt của chúng ta. Xa xa lũ mục đồng hát nghêu ngao, sau lũy tre xanh bên xóm nhỏ, giữa nương khoai trổ lộc xinh xinh, giang điệu hò em đi cấy lúa đồng sâu, còn anh vui với đôi trâu chiếc cày. Thơ của Hùng Nhân. Chương 4. Đêm không trăng, mới 9 giờ mà trời đã tối đen như mực. Những chòm sao li ti nhấp nháy không đủ soi rõ vật gì dưới trần gian. Hoàn toàn im vắng. Ngoài đồng trống vài ngọn đèn nhỏ thấp thoáng leo lét như ngọn đèn ma, lâu lắm mới có một tiếng cứu kêu rợn người. Mỹ Lan ngồi giá áo bên ngọn đèn tù mù, gương mặt xinh đẹp của nàng hồng lên vì ánh đèn. Dài sợi tóc mỏng rủ xuống trán, Mỹ Lan chăm chỉ làm việc. Thỉnh thoảng nàng ngẩng mặt nhìn ra ngoài cửa. Nàng đã quen với sự vắng vẻ, nhưng không hiểu sao đêm nay nàng thấy sợ sợ. Trong nhà chỉ có một mình nàng, cha nàng gác ở xưởng dệt, anh nàng mất đi chở lúa ở kinh xã Thoàn, sáng mai mới về. Còn con chó Tô Tô chạy đâu mất từ đầu hôm. Bỗng dưng lòng Mỹ Lan xao xuyến lạ thường. Một tiếng động mạnh ngoài cửa ngõ, một bóng đen đang giới tay vào trong mở chốt cửa. Mỹ Lan rời khỏi ghế, đứng phắt dậy. Nàng bước nhanh ra ngưỡng cửa cái và hỏi to: "Ai đấy?" Bóng đen cất tiếng cười quen thuộc. Mỹ Lan nhận ra dễ dàng giọng cười ồ ồ của Năm Hương. Nàng đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã tiêu tan nỗi lo sợ kẻ bất lương lợi dụng đêm tối vào nhà làm chuyện ám muội. Nhưng nàng không khỏi ngạc nhiên về chuyện Năm Hương đến nhà nàng vào giờ khắc này. Thân hình vạm vỡ của Năm Hương hiện ra rõ ràng trong ánh đèn. Gã cúi đầu chào Mỹ Lan và tươi cười: "Cô Mỹ Lan, giờ này vẫn chưa ngủ à?" Vốn đã không ưa Năm Hương từ lâu, nhưng Mỹ Lan buộc lòng phải lịch thiệp đáp: "Cảm ơn ông, tôi còn thức để vá áo cho ba tôi. Ông đến đây có việc gì dạy bảo? Ba tôi gác ở xưởng dệt, anh xin tôi đi chở lúa chưa về. Mời ông ngồi ghế." Năm Hương cười xòa: "Cảm ơn cô, khách khứa gì mà ngồi ghế. Tôi dư biết ông Năm gác ở xưởng dệt và chú Sinh đi chở lúa, vì thế tôi mới đến đây vào giờ này để có chút chuyện quan trọng nói với cô." Giọng nói của Năm Hương có chen lẫn cái gì lạ lạ, làm Mỹ Lan khẽ rùng mình. Nàng ngập ngừng hỏi: "Tôi không hiểu được ý định của ông." Bây giờ Năm Hương mới lột bỏ gương mặt đứng đắn giả dối, gã trơ trẽn nói: "Mỹ Lan à, cô cho phép tôi gọi cô bằng em chứ. Thiết nghĩ gọi bằng cô khách sáo lắm." Nhận thấy sự thay đổi của Năm Hương, Mỹ Lan nghiêm sắc mặt: "Tôi chẳng dám cho phép ông điều đó. Ông muốn gọi tôi bằng gì cũng được, tùy ý ông." Năm Hương xoa hai bàn tay vào nhau: "Thế thì gọi Mỹ Lan bằng em vậy, như thế có vẻ thân mật. À, mà tôi yêu cầu cô đừng gọi tôi bằng ông, vì gọi như thế tôi thấy nó làm sao á." Mỹ Lan cao đôi mày vòng cung: "Tôi đâu giống thế, ông dạy quá lời." Năm Hương tiến tới một bước, Mỹ Lan lùi một bước, cả hai gợp gợp nhau. Mỹ Lan thấy rõ tánh sàm sỡ của tên quản lý. Vẻ đẹp lờ mờ của Mỹ Lan làm Năm Hương say ngất như vừa uống mấy cốc rượu mạnh. Không dần được, Năm Hương dương cặp mắt ốc nhồi nhìn thẳng vào mặt Mỹ Lan. "Mỹ Lan, em có biết rằng tôi đã yêu em từ lâu, em biết rõ chứ?" Mỹ Lan giật nảy mình trước câu tỏ tình của tên quản lý. Nàng lạnh lùng: "Ông nghĩ sao về tôi mà lại nói như thế?" Năm Hương đáp như muốn hét lên: "Tôi nghĩ tôi yêu em tha thiết. Dạ em cũng yêu." Mỹ Lan bình tĩnh cười nhạt: "Ông lầm rồi, tôi chẳng bao giờ yêu ông. Người đàn ông mà tôi yêu là người được tất cả lòng thương mến của mọi người." Năm Hương nhếch mép: "Còn tôi, mọi người đều ghét tôi à?" Gặp dịp để cho Năm Hương một bài học đích đáng, Mỹ Lan cao giọng nói: "Ông là một người mất tất cả, anh em thợ đều quán ghét và thù hằn.
Ông thẳng tay bóc lột mồ hôi và nước mắt của lao động. Ông là một hạng người đáng cho thiên hạ ghê tởm, một con chiên ghẻ còn sót lại của những chế độ xã hội mục nát cũ, một con chiên trung thành nịnh bợ. Cái tàn ác, cái nham hiểm, cái quỷ quyệt của ông rồi đây sẽ bị người ta chà đạp lên. Bộ óc thối tha của ông rồi đây sẽ bị người ta chà rửa thẳng tay. Ông nên nhớ những cái bất công không bao giờ tồn tại được. Chỉ có lẽ phải và công bằng mới sống mãi với thời gian và làm cho người ta mến phục. Và ông nên nhớ luôn rằng dân quê ngày nay không khi nào khuất phục trước bạo lực. Trí óc họ đã già đi qua 9 năm khói lửa. Ông là người của thành thị, ông không hiểu nổi tâm trạng của dân quê. Có lẽ ông cứ cho rằng dân quê là những kẻ dễ uốn nắn, cũng như một thuở xa xưa nào. Quan niệm như thế ông lầm lẫn to lắm. Ông hãy chịu khó đếm những bước tiến của dân quê. Bị Mỹ Lan chửi thẳng vào mặt, Năm Hương sượng sùng. Thôi em đừng dạy tôi. Đêm nay tôi đến đây chẳng phải để lý luận với em. Chúng ta hãy giải quyết vấn đề tình ái cho dứt khoát. Mỹ Lan cười khinh bỉ. Tôi đã giải quyết với ông từ lúc đầu rồi kia mà. Tôi chịu khó lặp lại một lần nữa. Tôi chẳng hề yêu ông, vì yêu ông là một cái nhục lớn. Năm Hương tức giận cành hông, nhưng cố dằn lòng buông tiếng cười khô khan. Em là một đứa con gái quê ngu dại. Em còn hy vọng ở Triệu Vĩ à? Ha ha. Em thử nhìn thân phận của em xem. Một đứa gái quê của miền rừng U Minh, đầy ruồi mũi mồng và đĩa vắt. Ái tình đâu phải dễ dàng như em tưởng. Đầu óc của Triệu Vĩ á, đâu phải là đầu óc của dân quê. Em đừng vội tự phụ. Em chưa hiểu nổi tâm tính của trai thành thị. Triệu Vĩ nó có yêu em bao giờ đâu. Nó thấy em có chút nhan sắc mặn mà dễ coi, nên nó giả vờ yêu em để thỏa mãn cái gì của nó đấy thôi. Tội nghiệp cho em, đặt hết hy vọng vào những lời hứa hẹn bâng quơ của nó. Hẳn em đang chờ đợi một ngày về của nó à. Bà kỹ sư Triệu Vĩ chẳng phải là cô gái quê Mỹ Lan đâu. Gã mỉa mai. Sau chiến tranh em đã trưởng thành, thế mà em vẫn còn dễ tin ở lòng người quá, nhất là lòng của những gã trai trẻ thành thị. Em nghĩ thế nào về những lời tôi vừa nói? Năm Hương đứng khoanh hai tay trước ngực, ngạo nghễ nhìn Mỹ Lan. Những lời nói của Năm Hương là những kim nhọn đâm thủng tim Mỹ Lan. Vừa tức giận vừa tủi nhục, nàng đứng chết lặng. Năm Hương nói có lý, nàng đã quá tin lòng người và mơ tưởng quá cao xa. Năm Hương đã nói đúng sự thật, một sự thật mà nàng vừa mới nhận thấy sau khi hay tin Triệu Vĩ cưới con gái của một bác sĩ. Biết lời nói của mình có hiệu quả, Năm Hương lạnh lùng tấn công tiếp. Em đã ghê tởm con trai ở thành thị chưa? Họ điệu giả như thế đấy. Họ chuyên môn lợi dụng sự nhẹ dạ của con gái. Em đã sáng mắt chưa? Năm Hương dịu giọng. Tuổi trẻ là tuổi dễ lầm lỗi, không ai chắc gao với tuổi trẻ. Gã trở lại vấn đề cũ. Mỹ Lan, anh yêu em tha thiết. Em hãy quên đi câu chuyện đau buồn vừa qua. Chúng ta hai con người chân thật yêu nhau. Ngày mai chúng ta sẽ làm lễ cưới. Chỉ có anh mới là người hiểu được em. Chúng ta hãy cùng bắt tay nhau xây dựng hạnh phúc cho cuộc đời. Năm Hương tiến tới một bước nữa, lòng thầm hy vọng. Như vừa tỉnh một cơn mê, Mỹ Lan bước giật lùi và nghiêm nghị. Ông đừng nhiều lời. Tôi ghê tởm ông còn hơn ghê tởm Triệu Vĩ. Vì dù sao tôi cũng yêu Triệu Vĩ. Tôi lặp lại lần cuối cùng, tôi không yêu ông. Ông đừng cố gắng vô ích. Ông hãy về nhà để yên tôi làm việc. Tôi không cần sự khuyên bảo của ông. Tôi hiểu những chuyện đã làm và sắp làm. Trước thái độ cương quyết của Mỹ Lan, Năm Hương biết không thể lay chuyển lòng dạ nàng được. Gã quắt mắt hỏi gần. Em nhất định không yêu anh? Mỹ Lan đáp ngắn ngủi. Không. Năm Hương buông tiếng cười ghê rợn. Trong phút chốc gương mặt trở nên hung dữ lạ thường. Mái tóc hắn bờm sờm như muốn dựng ngược lên. Lỗ mũi to tướng thở phì phào một cách mệt nhọc. Đôi mắt trợn trừng dục vọng. Mỹ Lan kinh sợ lùi nhanh thêm mấy bước. Chạm phải chiếc ghế, nàng mất thăng bằng chới với muốn ngã ngửa ra sau. Hùng hổ như một con cọp thấy mồi, Năm Hương nhào tới quơ tay chụp lấy hai vai Mỹ Lan. Nàng quảng hốt la to. Buông tôi, buông ra. Tôi la làm bây giờ, đồ khốn nạn. Năm Hương chẳng còn biết phải trái gì nữa. Gã nghiến răng. Hừ, khốn nạn. Để xem ai là kẻ khốn nạn cho biết. Thằng chó Triệu Vĩ chiếm em bằng tình cảm, còn anh chiếm em bằng võ lực. Đằng nào cũng đi tới một mục đích duy nhất.
Mỹ Lan giãy giụa dữ dội tìm cách thoát khỏi đôi tay cứng rắn của con quỷ dâm đản. Đang lúc hai người giằng co nhau thì con Toto nhảy sổ vào. Như kẻ sắp chết đuối vớ được chiếc phao, Mỹ Lan mừng rỡ: "Toto, mau đến cứu chị, Toto!" Con chó khôn ngoan gừ lên một tiếng như căm tức. Nó xông tới tấp mạnh vào đùi Năm Hương. Tên quản lý hét lên một tiếng đau đớn, buông rơi Mỹ Lan để quay sang chống cự với con chó. Dù khỏi tay Năm Hương, Mỹ Lan quơ chiếc khăn bàn đội lên đầu và cắm cổ chạy thẳng ra đồng như một người bị đuổi bắt. Con Toto vội bỏ Năm Hương phóng mình chạy theo chủ. Như một kẻ mất hồn, Mỹ Lan chạy bất kể phương hướng. Nàng chạy được một đổi thì bị dòng sông Trệm chặn đường. Nàng lại chạy dọc theo bờ sông, ngược về phía rừng U Minh. Con Toto vẫn lẻo đẻo theo sát nàng. Gió thổi ù ù bên tai Mỹ Lan. Gió lạnh từ rừng U Minh huyền bí thổi vọng về rét căm căm. Nhưng Mỹ Lan chẳng cảm thấy lạnh lẽo chút nào hết. Nàng chỉ muốn chạy trốn tất cả mọi người. Đầu óc đen tối quay cuồng, Mỹ Lan cắm cổ chạy băng ngang chiều cánh đồng khô cỏ cháy. Nhiều vũng bùn nước lầy lội, nhiều đám ô rô gai góc, hai ống quần rách tươm, đôi chân trắng trẻo trầy trụa nhiều nơi rướm máu. Nhưng Mỹ Lan không thấy đau đớn. Cái đau đớn của thể xác đối với nàng không còn nghĩa lý gì nữa, trong lúc cái đau đớn tâm hồn đang hoành hành. Quá mệt nhọc, Mỹ Lan không còn chạy nổi. Nàng lê từng bước một lên một gò đất cao, rồi kiệt sức, nàng ngã gục trước một chòi tranh nằm treo leo trên một gò vắng vẻ, xa hẳn xóm giềng. Gió lạnh rít dài chung quanh ngôi nhà. Gió lạnh rít dài chung quanh ngôi nhà làm kẻ can đảm đến đâu cũng phải rùng mình. Thấy chủ nằm dài trên mặt đất không cử động, con Toto vừa lấy hai chân trước cào vào mặt chủ, vừa trống cổ sủa vang lên. Tiếng sủa khô khan của Toto đã đánh thức chủ nhà. Cánh cửa cái dệt bằng tre đang hé mở, ngọn đèn dầu phọng phập phồng chập chờn trước gió như muốn tắt phục. Một mái đầu tóc bạc phơ nhô ra. Con Toto ve dãy đuôi lia lịa và sủa găng hơn trước. Bà lão già nua chậm chạp bước ra ngoài, đôi mắt lem nhem bỗng sáng rực lên. Bà lão cuống quýt: "Thượng đế ơi, ai lại nằm chết ở đây?" Bà đưa sát ngọn đèn gần mặt Mỹ Lan và buộc miệng kinh hãi: "Con bé Mỹ Lan!" Bà đưa bàn tay nhăn nheo đặt lên ngực Mỹ Lan và chép miệng: "Chưa chết." Bà đặt ngọn đèn xuống đất và hì hục lôi Mỹ Lan vào nhà. Sau một hồi nhọc mệt, bà đem được Mỹ Lan để nằm trên giường tre cũ rích. Gương mặt nàng tái nhợt nhạt, hai mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở yếu đuối. Bà lão lấy nước lạnh vả lên mặt Mỹ Lan và lấy dầu gió cho nàng ngửi. Bà thấp thỏm chờ đợi. Hồi lâu Mỹ Lan khẽ cửa mình, nàng ú ớ những gì trong mồm nghe không rõ. Bà lão mừng rỡ lay mạnh vai nàng và kêu gọi: "Mỹ Lan, Mỹ Lan!" Mỹ Lan từ từ mở mắt. Nàng giáo giác nhìn chung quanh. Đột nhiên nàng ngồi nhổm dậy: "Tôi đang ở đâu vậy?" Bà lão hiền từ nói: "Cháu đang ở trong nhà bác chứ đâu. Cháu chưa nhận ra bác à? Bác vẫn thường đến nhà cháu chơi luôn." Mỹ Lan nhìn kỹ gương mặt già nua nhân đức của bà lão và buộc miệng: "Bác mày đấy phải không? Cháu nhận ra rồi." Gương mặt nàng tối sầm lại, tỏ vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Nàng nhớ rõ gương mặt ngời dục vọng của Năm Hương, tên quản gia định hãm hiếp nàng. Nhờ con Toto giải cứu, nàng thoát khỏi tay gã và cắm đầu chạy bất kể sống chết. Con Toto gầm gừ nho nhỏ, ra dáng vui mừng. Mỹ Lan vuốt đầu công vật trung thành: "Cảm ơn mày nhé, Toto." Bà Lan bảy ôm tồn nói: "Bàn nãy cháu làm bác hết hồn. Nghe tiếng cho sủa, bác cầm đèn ra mở cửa. Bác giật nảy mình khi thấy một đống sù sụ trước mặt. Nhìn kỹ bác mới nhận ra cháu. Cháu làm sao ra đến nông nỗi này?" Mỹ Lan buồn rầu thuật cho bà lão nghe câu chuyện tình bi thảm của nàng và sự mưu toan hãm hiếp của Năm Hương. Nghe xong, bà Lan bảy thở dài: "Ai tình luôn luôn làm cho người ta đau khổ. Những mái đầu xanh luôn luôn lầm lẫn. Triệu Vĩ là một người rất tốt, bác không ngờ nó lại đểu giá như thế. Còn thằng Năm Hương thì khỏi nói, vì nó là một thằng tàn nhẫn. May mà cháu vụt khỏi tay nó." Bà cao giọng: "Bây giờ cháu định liệu ra sao?" Mỹ Lan đáp không nghĩ ngợi: "Cháu nhất quyết không trở về nhà nữa. Cháu lánh mặt tất cả mọi người. Cháu muốn cho người ta tin tưởng là cháu đã chết." Bà Lan bảy ngậm ngùi: "Cha cháu và anh cháu sẽ buồn biết mấy. Tội nghiệp, bác không biết khuyên cháu ra sao bây giờ." Mỹ Lan gục mặt: "Cha và anh cháu sẽ buồn lắm, nhưng tình thế này không cho phép cháu trở về nhà. Cháu đã chán nản lắm rồi. Đời cháu không còn một chút tình thương. Nếu không có đứa bé trong bụng, cháu đã quỷ mình.
Từ đây trở đi cháu sống chỉ vì con. Nàng gần giọng, chỉ vì con thôi. Bà Lan Bảy đặt tay lên vai Mỹ Lan. Cháu nói đúng, Triệu Vĩ đã bỏ bổn phận làm cha, bổn phận của cháu càng thêm to tát. Cháu sẽ vừa là một người cha, vừa là một người mẹ. Sự tồn sinh của đứa bé, hạnh phúc của đứa bé đều do ở cháu định đoạt. Cháu nên nhớ, đứa bé không có tội tình gì hết. Mỹ Lan đau đớn. Phải, đứa bé không có tội tình gì hết, chỉ có cha mẹ chúng nó. Nàng nức nở không tiếp được câu nói dang dở. Thông hiểu sự đau buồn của chủ, con Toto im lặng nằm phịch dưới chân Mỹ Lan. Với giọng hiền từ của người mẹ, bà Lan Bảy an ủi Mỹ Lan. Thôi, cháu cũng đừng nên buồn rầu mà hao mòn sức khỏe. Trong lúc này, sức khỏe là quý nhất. Cháu phải để dành sức khỏe để nuôi nấng đứa bé sắp chào đời. Con người không cãi được với định mệnh. Mỹ Lan quắt đôi mắt sáng. Định mệnh, luôn luôn là định mệnh. Nhưng cháu tin chắc là không có định mệnh. Mọi chuyện đều do ở lòng người. Không cãi lý với Mỹ Lan làm gì, bà Lan Bảy nói tiếp. Hiện thời nếu cháu không còn sống cho cháu nữa, thì ít ra cháu cũng phải sống vì đứa con vô tội. Nó sẽ là tất cả những nguồn an ủi của đời cháu. Nó sẽ là người nung chi phấn đấu của đời cháu. Nhờ nó mà cháu sẽ quên lãng cái dĩ vãng đau buồn. Đời người ai chẳng qua một lần đau khổ. Có đau khổ người ta mới thấy rõ đời là một chiến trường. Vì con người luôn luôn là một tên lính cảm tử, phải phấn đấu, luôn luôn phải phấn đấu cháu ạ. Không nên tuyệt vọng, không nên chán nản, phải can đảm dẫm lên những chướng ngại vật dằn mắt trên con đường để cản lối ta đi. Rồi cháu sẽ thấy lẽ sống chính đáng của con người. Bác tin rằng 9 năm khói lửa đã đào tạo cháu nên một người đúng nghĩa của nó. Giọng bà trở nên cứng rắn. Một người đã sống qua 9 năm trường kỳ kháng chiến, đã chứng kiến những giờ phút thăng trầm của đất nước, chẳng có ai có quyền ngã lòng vì một chuyện nhỏ nhặt. Bà hạ thấp giọng. Gia đình, tổ quốc có phải cao cả hơn không hả cháu? Cố đè nén nỗi cảm xúc, Mỹ Lan gật đầu đáp nhỏ. Phải. Bà Lan Bảy tỏ vẻ hài lòng. Cháu xứng đáng là một người con gái của thời Bình Thôn. Bên ngọn đèn dầu tù mù, một mái đầu bạc và một mái đầu xanh say sưa trong câu chuyện. Bóng họ in trên vách lá và rung lên từng chập theo từng luồng gió lạnh ở bên ngoài thổi luồn qua kẽ liếp. Im lặng hồi lâu, lũ côn trùng vẫn rên dài thảm thiết như những quan hồn đòi mạng. Gió quật phần phật vào ngôi nhà lá trơ vơ. Bà Lan Bảy thân mật bảo Mỹ Lan. Hiện thời bác ở một mình trong ngôi nhà này, nhiều lúc cũng thấy cô đơn lắm. Cháu hãy ở đây với bác cho vui cửa vui nhà. Ngày ngày bác xuống chợ xem mạch, hút thuốc cho người trong làng và mua lương thực. Cháu ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa và lo việc bếp núc. Con chó Toto làm bạn với cháu. Mỹ Lan cảm động nắm bàn tay nhăn nheo của bà lão. Cháu cảm ơn bác vô cùng, biết bao giờ cháu mới trả được công ơn sâu rộng này. Bà Lan Bảy chặn ngang. Đây chẳng phải là một cái ơn, cháu đừng nói thế. Người của thời Bình không khi nào khách sáo. Bà trỏ một chiếc phản nhỏ đặt góc nhà và nói tiếp. Cháu dọn dẹp chỗ đó mà ngủ, bác còn dư mùng mền để trong tủ đứng. Con Toto ngủ dưới chân giường nếu nó không muốn nằm ổ rơm ở sau nhà bếp. Mỹ Lan thở phào nhẹ nhõm. Thân phận nàng thế là cũng xong. Nàng ở đây cho đến ngày khai hoa nở nhụy, và không chừng sẽ ở đây suốt đời. Nàng bước xuống đất dặn dò bà Lan Bảy. Bác đừng cho ai biết là cháu ở đây. Cháu muốn họ tưởng lầm cháu đã chết để tránh mọi chuyện phiền phức không hay. Bà Lan Bảy ưng thuận. Cháu khỏi lo điều đó, bác sẽ giữ kín. Ừ, mà có nên cho cha và anh cháu biết không? Không, nếu cha và anh cháu hay thì người ta cũng hay được. Bà Lan Bảy chép miệng. Từ nay trở đi bác đã có người làm bạn. Thôi, cháu đi ngủ sớm kẻo mệt. Mỹ Lan quể quải đứng dậy. Nàng đặt tay lên bụng và thầm bảo. Con ơi, mẹ sống chết chỉ vì con. Triệu Vĩ cất gia ly vào phòng xong xuôi, đoạn chạy bổ vào phòng riêng của bà Triệu Phú. Bà này đang nằm trên giường xem sách. Triệu Vĩ trở về bất thình lình làm bà giật mình, ngồi dỗm dậy. Con mới về,
Sao không cho mẹ hay trước, công việc đã xong xuôi hết chứ? Triệu Vĩ vui vẻ đáp lời mẹ. Công việc tuy chưa xong nhưng kể như xong rồi. Thời gian ở Sài Gòn đỉnh trước có 1 tháng, đằng này con phải ở hơn 3 tháng. Con thấy tù túng quá và rất nhớ Thới Bình, thành thử con phải xách vali về đây chẳng báo tin cho mẹ hay. Bà Triệu Phú lặng lẽ không nói gì. Nóng lòng gặp Mỹ Lan, Triệu Vĩ vội xin phép mẹ cáo lui. Chàng hấp tấp đến nhà Mỹ Lan, nhưng tới trước cửa hàng dệt, chàng chạm mặt với Nam Hương. Tên quản gia không giấu vẻ ngạc nhiên, lật đật cúi đầu chào Triệu Vĩ và hỏi nhanh: Cậu hai mới về, hình như là cậu hai về đột ngột. Triệu Vĩ vui vẻ: Cảm ơn chú, tôi vừa mới về tới. Tôi chẳng đánh giấy phép cho mẹ tôi hay, vì tôi về bất thình lình. Đã biết Triệu Vĩ đi đâu rồi, nhưng Nam Hương giả vờ hỏi: Cậu định đi đâu đấy? Triệu Vĩ đáp ngay: Tôi đến nhà ông Năm gác giang, tôi có chuyện riêng cần nói với ông ấy. Ông Năm không có trong xưởng dệt chứ? Nam Hương lắc đầu: Ông ấy nghỉ làm mấy hôm nay. Triệu Vĩ ngắt ngang: Nghỉ việc? Tại sao thế? Nam Hương gãi tai đáp: Ông Năm bị bệnh vì thương nhớ con gái. Như bị điện giật, Triệu Vĩ hốt hoảng: Cô Mỹ Lan? Nam Hương gật đầu: Cậu mới về nên chưa hay được cái tin buồn của gia đình ông Năm. 2 ngày rồi cô Mỹ Lan bỏ nhà đi đâu mất. Người ta tìm tòi khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng hình cô ta. Ông Năm quá thương nhớ con gái nên sinh bệnh. Triệu Vĩ tái mặt: Mỹ Lan bỏ nhà đi mất à? Nam Hương giả vờ buồn rầu: Cô ấy bỏ nhà giữa đêm khuya. Đêm đó ông Năm gác ở xưởng dệt, còn chú Sinh đi chở lúa ở kinh xã Thoàn. Cô Mỹ Lan ở nhà một mình. Sáng ngày ông Năm về nhà không thấy cô gái đâu. Ban ngày ông ngỡ Mỹ Lan đi chợ, nhưng trọn ngày hôm đó và luôn hôm sau nữa vẫn chẳng thấy Mỹ Lan về. Trai trong làng đã tủa khắp nơi tìm kiếm nhưng đều vô ích. Mặt Triệu Vĩ cắt không còn chút máu. Chàng đứng chết lặng hồi lâu. Mỹ Lan đột nhiên bỏ nhà đi mất, vì nguyên do nào, tại sao? Nhận thấy rõ sự lo nghĩ của Triệu Vĩ, Nam Hương đánh một đòn nặng, cốt ý làm cho Triệu Vĩ nghĩ lầm Mỹ Lan. Theo lời đồn đãi của nhiều người biết chuyện thì cô Mỹ Lan đã bỏ nhà để trốn theo một chàng tình nhân ở làng bên cạnh. Hai người đã kéo ra tỉnh để lập tổ quyên ương. Hình như cô Mỹ Lan gian díu với anh chàng đó chừng 3 tháng nay. Nam Hương tặc lưỡi tiếc rẻ: Cô Mỹ Lan là người đức hạnh, nhưng không hiểu tại sao lại hư hỏng đột ngột như thế. Những lời nói của Nam Hương là những mũi tên đâm vào tim Triệu Vĩ. Chàng xa bẫy của Nam Hương dễ dàng. Hèn gì 3 tháng nay chàng chẳng nhận được một bức thư trả lời nào của Mỹ Lan. Người ta bận vui duyên mới, ai thèm nghĩ đến chàng. Sự lo sợ chuyển sang căm tức. Triệu Vĩ nghiến răng nguyền rủa: Khốn nạn thật. Nam Hương đắc thắng: Tội nghiệp. Ông Năm nhớ đứa con hư mới mấy ngày nay à, hình dốc hao mòn. Triệu Vĩ bắt tay từ giã Nam Hương: Tôi đến nhà thăm ông ta một lát xem sao. Chàng cắm đầu rảo bước đến nhà Mỹ Lan. Đầu óc chàng quay cuồng nhiều ý nghĩ. Mỹ Lan bỏ rơi chàng để đi theo một người đàn ông khác. Nàng bôi xóa những lời nguyền vàng đá cũ để làm lại những lời nguyền mới. Nàng thản nhiên dẫm lên lòng chàng một cách không tiếc thương. Bao nhiêu hy vọng của tương lai sụp đổ trong khoảnh khắc. Chuyến này chàng định trở về để cưới Mỹ Lan làm vợ, nhưng còn đâu nữa hình bóng người con gái cũ. Mỹ Lan mang theo đứa con của chàng, cũng như nàng đã mang luôn đi tất cả hạnh phúc của đời chàng. Còn gì nữa mà tin tưởng? Một mối tình dù êm đẹp đến đâu, khi tan vỡ cũng chỉ còn lại những mảnh lòng bể nát. Đàn bà bao giờ cũng vẫn là đàn bà. Lần này là lần đầu tiên trong đời Triệu Vĩ bị sa chân vào cái đau khổ do ái tình gây nên. Chàng nhận thấy rõ đời có nhiều cái đau khổ, nhưng thứ đau khổ của ái tình là nặng hơn hết. Trước kia chàng cho kẻ khổ vì tình phụ là những kẻ hèn nhát, nhưng bây giờ tự mình có đau khổ mới thấu hiểu được sự đau khổ của kẻ khác. Triệu Vĩ chua xót thở dài. Chàng không ngờ ngày trở về Thới Bình lại là ngày đau khổ, ngày tan vỡ. Mỹ Lan ơi, dòng sông Trệm còn đỏ, rừng U Minh còn xanh, nhưng tại sao lòng em quá trống phôi phai? Đến nhà Mỹ Lan, Triệu Vĩ gặp anh trai nàng đang giá lưới trước hàng ba, xin niềm nở chào đón Triệu Vĩ. Cậu hai mới về? Tôi vừa về tới, nghe tin bác nhà bệnh tôi vừa đến thăm bác. Xin xa sầm nét mặt: Cảm ơn cậu, ba tôi mới đau độ mấy ngày nay. Hiện thời ba tôi đang ngủ trong buồng. Ba tôi rất thương con Mỹ Lan, hẳn cậu hai biết chuyện con Mỹ Lan. Triệu Vĩ giữ vẻ thản nhiên: Năm hôm vừa nói cho tôi biết, có lẽ cô ấy ra tỉnh. Đoán được câu nói ngụ ý của Triệu Vĩ, xin hỏi nhanh: Năm Hương nói với cậu thế nào? Triệu Vĩ lắc đầu: Xin lỗi anh, cho phép tôi không trả lời câu hỏi của anh.
Xin cười khẩy: "Có lẽ cậu sợ tôi xấu hổ. Năm Hương đã nói với cậu là Mỹ Lan bỏ nhà để theo trai ra tỉnh." Triệu Vĩ điềm đạm: "Nếu tôi đoán không lầm thì chỉ có anh là người biết rõ câu chuyện tình thầm lén giữa tôi và Mỹ Lan. Anh hẳn biết tôi yêu Mỹ Lan tha thiết và bằng tất cả chân tình của tôi." Nhưng Triệu Vĩ nín ngang. Xin cười nhạt: "Tôi biết cậu khinh bỉ Mỹ Lan nhiều lắm và cậu nghi ngờ nó. Nhưng cậu có biết 3 tháng trời vắng bóng cậu ở Thới Bình Thôn, chiều nào Mỹ Lan cũng ra bờ sông Trệm và tối nào cũng khóc không ráo nước mắt. Cậu đâu có hiểu lầm nó. Trước hôm nó đi biệt tích, tôi thấy nó bỏ ăn bỏ ngủ và hai mí mắt sưng hiếp lên vì đã khóc quá nhiều. Cậu có biết nó đang đau khổ vì cậu biết bao nhiêu lần không? Chính cậu là người giết hại cả đời nó. Không hiểu sao tôi thấy chẳng còn kính trọng cậu như trước nữa." Trước những lời nói lạ lùng của Sinh, Triệu Vĩ chẳng hiểu gì, chàng ngạc nhiên gặn hỏi: "Anh nói gì lạ thế? Tôi là người làm cho Mỹ Lan đau khổ à? Tôi..." Tưởng Triệu Vĩ đóng kịch, Sinh càng uất ức: "Cậu còn phải hỏi. Có lẽ cậu hiểu cậu nhiều hơn tôi chứ. Nếu không yêu Mỹ Lan thì thôi, sao cậu lại lợi dụng lòng thành thật của nó?" Triệu Vĩ càng sửng sốt nhiều thêm trước giọng nói gay gắt của Sinh: "Tôi mà không yêu Mỹ Lan, tôi lợi dụng lòng thành thật của Mỹ Lan? Anh nói gì lạ thế? Anh có biết tôi đã bỏ dở công việc ở Sài Gòn về đây vì thương nhớ Mỹ Lan?" Sinh hét lớn giận dữ: "Cậu nói dối! Cậu giết cả cuộc đời trong trắng của em gái tôi!" Triệu Vĩ muốn điên đầu, nắm vai Sinh lắc mạnh: "Tôi van anh, tôi không hiểu gì hết, anh hãy nói rõ ràng cho tôi biết." Trước vẻ ngây ngô và chân thật của Triệu Vĩ, Sinh dịu giọng: "Tại sao hơn 3 tháng trời ở Sài Gòn cậu không gửi một bức thư nào về cho Mỹ Lan?" Triệu Vĩ trợn tròn đôi mắt: "Tôi không gửi thư về cho Mỹ Lan. Anh điên mất rồi. Tuần nào tôi cũng có gửi về một bức, nhưng Mỹ Lan chẳng hề trả lời. Tôi quá nóng lòng nên mới về đây để xem tự sự ra sao." Lần này tên Sinh trợn trừng: "Mỹ Lan đâu có nhận được thư, có biết địa chỉ của cậu đâu mà trả lời." Triệu Vĩ đấm ngực tức bực: "Tại sao kỳ quái thế? Chẳng lẽ tất cả những bức thư của tôi đều lạc mất?" Sinh lắc đầu: "Tôi cũng muốn điên thật rồi. Suốt 3 tháng trời không nhận được một lá thư nào của cậu. Còn Mỹ Lan đau khổ vô cùng, nhưng nó còn nuôi chút đỉnh tin tưởng. Đến chừng biết cậu sắp kết hôn với con gái của một vị bác sĩ ở Bạc Liêu, nó hoàn toàn tuyệt vọng." Triệu Vĩ tái mặt hỏi nhanh: "Ai loan tin tôi lấy cô gái bác sĩ Bạc Liêu?" Sinh đáp buông thõng: "Năm Hương, tất cả làng đều biết tin đó." Toàn thân run bần bật, Triệu Vĩ mím môi: "Năm Hương, thằng khốn nạn." Trong phút chốc, Triệu Vĩ đã hiểu hết đầu đuôi câu chuyện. Chàng đinh ninh chính Năm Hương là kẻ chủ mưu vụ này để trả thù hôm chàng làm nhục gã ở trại cưa. Chính Năm Hương thủ tiêu những bức thư của chàng gửi cho Mỹ Lan và loan tin thất thiệt để Mỹ Lan hiểu lầm chàng. Triệu Vĩ nắm tay Sinh run run nói: "Anh Sinh, thằng khốn nạn Năm Hương đã nhúng tay phá hoại cuộc tình duyên của tôi và Mỹ Lan. Tôi lấy danh dự thề với anh là tôi chẳng hề phụ rẫy Mỹ Lan. Chuyến này tôi trở về định hỏi Mỹ Lan làm vợ. Ban nãy Năm Hương cho tôi biết Mỹ Lan đi lấy chồng. Thâm mưu của nó thật là độc địa. Tôi không ngờ nó lại đốn mặt đến thế." Sinh ra dáng nghĩ ngợi, dây lâu chàng hỏi: "Cậu có chuyện thù oán với Năm Hương?" Cố nén giận, Triệu Vĩ thuật cho Sinh nghe câu chuyện chàng định binh vực bọn thợ cưa và răn giải Năm Hương. Sinh đã tin lời nói của Triệu Vĩ, chàng gục gật đầu: "Chính Năm Hương chứ chẳng còn ai vào nữa. Là một thằng hèn hạ từ nào đến giờ, nó xem đó là một cái nhục lớn của nó. Nó đã thành công trong sự trả thù. Nhưng ngoài vấn đề nó thù oán cậu ra, tôi nghi ngờ Năm Hương còn có một cái gì ám muội nữa mà chúng ta chưa tìm ra. Cậu chờ tôi một lát." Sinh nhanh nhẹn chạy vào trong. Một lát chàng trở ra, trao cho Triệu Vĩ một chiếc khăn bàn và hỏi: "Cậu có biết chiếc khăn này của ai không?" Nhận ra chiếc khăn đội đầu thường ngày của người yêu, Triệu Vĩ đau đớn đáp: "Khăn của Mỹ Lan." Sinh gật đầu và chậm rãi nói tiếp: "Tôi nghi ngờ dù biệt tích của Mỹ Lan cũng có Năm Hương dính líu tới. Cái đêm hôm mà Mỹ Lan mất dạng luôn, Mỹ Lan ở nhà một mình, ba tôi gác ở xưởng dệt, tôi đi chở lúa ở kinh xã Thoàn." Hiểu ý Sinh, Triệu Vĩ chặn ngang: "Còn con Tô Tô, nó luôn luôn ở bên cạnh Mỹ Lan." "Nó thì giờ phút nào cũng ở bên cạnh Mỹ Lan." Sinh nghiêm trọng nói: "Khi chở lúa về, tôi mới hay tin Mỹ Lan đã bỏ nhà đi mất. Mặc dù người ta đã tìm kiếm khắp nơi mà không gặp nó, tôi cũng sục sạo tìm kiếm. Và tôi nhặt được chiếc khăn này nằm lăn lóc trên bãi cỏ cạnh bờ sông Trệm, ở một khoảng vắng vẻ có ít người thường đặt chân đến. Tôi nghi ngờ Mỹ Lan đã tự trầm mình dưới dòng sông Trệm, vì một khi đã đau khổ và tuyệt vọng cực độ, người ta có thể đi tìm cái chết. Con chó Tô Tô cũng biệt tích luôn một lượt với Mỹ Lan. Có lẽ nhớ chủ nó mới buồn bã không trở về nhà nữa." Lắng tai nghe Sinh nói, Triệu Vĩ cảm thấy tâm hồn đau xót vô cùng. Sinh đoán có lý.
Thường thường những người nhảy xuống nước tự vẫn đều để lại trên bờ những di tích nhỏ nhặt, chẳng hạn như chiếc khăn tay, đôi guốc. Có thể con nước xuôi đã mang xác Mỹ Lan ra sông Ông Đốc. Người làng không nghĩ tới chuyện đó nên chẳng để ý tìm kiếm. Càng đau đớn, Trị Vĩ càng căm giận Năm Hương, chàng nghiến răng: "Tôi nhất định làm cho ra vụ này. Nếu thật đúng như lời anh đoán, tôi sẽ trả thù cho Mỹ Lan. Anh cho tôi xin chiếc khăn này." Trị Vĩ vội từ giả xin, chàng đi thẳng một mạch về nhà. Về đến nơi, chàng vào phòng riêng của Năm Hương, vì giờ này tất cả nhân công trong xưởng đều đã nghỉ việc. Năm Hương đang lúi húi tháo giày, nghe tiếng động Năm Hương ngẩng đầu lên, trông thấy gương mặt khác thường của Trị Vĩ, Năm Hương lo ngại đứng dậy: "Cậu Hai, cậu thăm tôi hay có chuyện gì? Bà cần dùng đến tôi, mời cậu ngồi ghế." Trị Vĩ cố đè nén cơn giận nói: "Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với chú. Chú hãy nghe tôi và thành thật trả lời những câu tôi hỏi." Năm Hương tái mặt nhưng lấy lại vẻ thản nhiên ngay: "Một chuyện quan trọng, tôi nghe cậu đây, nhưng cậu hãy ngồi ghế." Trị Vĩ gay gắt: "Cảm ơn chú, tôi đứng được." "Chú Năm, tôi muốn biết sự thật về sự biệt tích bí mật của Mỹ Lan." Năm Hương gãi tai đáp: "Tại sao cậu lại hỏi tôi như thế? Đây là chuyện riêng của Mỹ Lan, làm sao tôi biết được? Tôi đâu có quyền giữ cô ấy." Trị Vĩ như muốn hét lớn: "Chú đừng vờ vĩnh. Vai kịch chú đóng tuy khéo léo nhưng tôi đã hiểu rồi. Tôi muốn chú tự nhận tội lỗi của chú." Không ngờ trước Trị Vĩ hiểu nổi âm mưu của mình, Năm Hương lúng túng: "Cậu điên rồi, tôi có tội gì đâu mà phải thú." Đấm mạnh tay trên mặt bàn, Trị Vĩ hét lớn: "Chú còn chối hả? Hèn nhát quá. Chú hãy mở to mắt ra nhìn xem việc này." Trị Vĩ rút chiếc khăn của Mỹ Lan đưa trước mắt Năm Hương: "Hẳn chú không lạ với vật này." Nhận ra ngay chiếc khăn của Mỹ Lan quấn cổ đêm tối trời hôm nọ, Năm Hương buộc miệng kinh hãi: "Khăn của Mỹ Lan?" Trị Vĩ gật đầu: "Phải đấy, chú cũng có một bộ óc nhớ dai. Giờ chú hãy tiếp tục thú tội." Trị Vĩ đã rõ chuyện. Năm Hương cúi mặt nhìn xuống đất ngẫm nghĩ. Một lát sau gã ngẩng đầu lên và bướng bỉnh: "Cậu bỏ quá lời. Tôi có gì đâu mà phải thú tội với cậu. Tôi nhận ra chiếc khăn của Mỹ Lan à, vì tôi thấy cô ấy đội đầu luôn luôn, mỗi lần ra khỏi nhà." Thấy tên quản lý gian xảo vẫn chối dai, Trị Vĩ không nhận được nữa. Chàng xông tới túm cổ Năm Hương và căm hờn rít lên: "Mỹ Lan đã nhảy xuống sông Trẹm tự tử. Tôi tìm được chiếc khăn này ở bờ sông. Đêm hôm đó chú đến nhà làm gì Mỹ Lan? Nếu chú không thú thật hết, tôi giết chú ngay bây giờ." Trước sự hùng hổ cực độ của Trị Vĩ, Năm Hương mất hết bình tĩnh, gã run lẩy bẩy: Tôi thề độc với cậu, đêm đó tôi chẳng hề đến nhà Mỹ Lan. Nếu cô ấy tự vẫn là tại cô ấy muốn thế." Giật mạnh cổ áo Năm Hương, Trị Vĩ cười nhạt: "Có phải chú thủ tiêu tất cả những bức thư tôi gửi về Mỹ Lan? Điều này chú không thể chối được nữa, vì tất cả mọi bức thư phải qua tay chú trước khi đến tay người nhận thư." Biết không thể chối được nữa, Năm Hương đành phải thú nhận: "Tôi chịu tôi có thủ tiêu những bức thư đó, nhưng tôi không chịu là tôi đến nhà Mỹ Lan vào cái đêm nàng biệt tích." Trị Vĩ dúi mạnh làm Năm Hương ngã ngửa lên nền nhà và nghiêm khắc: "Chính chú đã loan tin tôi sắp cưới con gái của bác sĩ Thạch ở chợ Bạc Liêu." Năm Hương gượng đứng ngay ngắn lại và ấp úng: "Tôi chịu có." Trị Vĩ quát to: "Tại sao chú lại làm như thế? Chú có biết làm như vậy là chú giết người ta không?" Năm Hương ngồi phịch xuống ghế, bộ óc máy móc của gã tìm tòi những lời lẽ để đương đầu với Trị Vĩ. Thấy tên quản lý im lặng, Trị Vĩ tiến tới một bước như sẵn sàng túm lấy đầu gã giật xuống. Đã biết sức mạnh của đôi cánh tay của Trị Vĩ, Năm Hương hoảng sợ: "Cậu đừng nóng nảy, để tôi nói hết cho cậu nghe." Trị Vĩ gườm gườm nhìn tên quản gia chờ đợi. Năm Hương vừa vỗ đầu vừa sợ sệt nói: "Buộc lòng lắm mà tôi mới làm như thế. Cậu hiểu cho tôi rất đội ơn." Năm Hương tỏ vẻ ngần ngại, Trị Vĩ bực tức thúc giục: "Cái gì chận họng chú thế?" Lần này Năm Hương nói mạnh dạn: "Cậu Hai, tôi chỉ là người làm theo mệnh lệnh của..." Năm Hương lại ngưng bặt. Trị Vĩ nóng nảy: "Mệnh lệnh ai?" Đợi cho Trị Vĩ thúc khói lần thứ hai, Năm Hương mới chịu dứt câu: "Tôi làm theo mệnh lệnh của bà chủ." Như bị điện giật, Trị Vĩ thất sắc: "Mẹ tôi!" Nhận thấy rõ gương mặt thay đổi của Trị Vĩ, Năm Hương đổ lỗi tất cả cho bà Triệu Phú: "Được biết cậu tư tình với cô Mỹ Lan, bà chủ rất bất mãn, nhưng bà không trách mắng cậu vì bà quá yêu thương cậu. Bà chủ không muốn làm phiền lòng con trai của bà mới gọi tôi vào và truyền lệnh cho tôi làm như thế. Tôi không dám cãi lời bà chủ nên tôi mới thủ tiêu những bức thư của cậu gửi về cho Mỹ Lan và loan tin cậu sắp cưới con gái của bác sĩ Thạch."
chính bà chủ đã cố ý giữ chân cậu ở Sài Gòn. Cốt ý chính của bà chủ là làm chia rẽ cậu với Mỹ Lan bằng cách cho hai người hiểu lầm nhau. Vì thế tôi mới bảo với Mỹ Lan là cậu lấy vợ giàu, và ngược lại tôi bảo với cậu là Mỹ Lan bỏ nhà theo tình nhân. Gã khôn ngoan buông một câu thòng. Còn sự biệt tích của cô Mỹ Lan, tôi thề nặng là tôi không hề hay biết. Nếu thật tình cô ấy đã tự vẫn thì có lẽ là tại cô ấy quá tuyệt vọng. Cậu hãy thương hại tôi, vì tôi chỉ là một kẻ làm công trung thành. Triệu Vĩ đứng chết lặng nghe Năm Hương nói. Mặt chàng cắt không còn chút máu. Kẻ chủ mưu tội ác này lại là người mẹ yêu quý của chàng. Trời ơi, có thể được ư? Mẹ chàng lại tàn nhẫn đến thế. Mẹ chàng đang tay phá hoại hạnh phúc và cuộc đời chàng. Chẳng có gì ác độc hơn hành động của mẹ chàng. Ban đầu chàng ngờ Năm Hương nói dối, nhưng sau nhớ lại vấn đề giai cấp, chẳng biết mẹ chàng dám làm như thế. Chỉ có mẹ chàng nhúng tay vào mới có câu chuyện này. Nếu không Năm Hương chẳng đời nào dám. Bỗng dưng Triệu Vĩ rùng mình ghê sợ cái mưu kế thâm độc ấy. Biết Triệu Vĩ đã xúc động mạnh, Năm Hương nói thêm cốt ý làm cho Triệu Vĩ khỏi nghi ngờ gã. Hẳn cậu đã thấy rõ tôi là một người trong sạch. Tôi chẳng hề cố ý làm hại cậu và cô Mỹ Lan. Chẳng qua tôi vâng theo lời bà chủ. Triệu Vĩ quắt mắt căm hờn Năm Hương. Dù sao chú cũng là một thằng hèn hạ. Bỏ mặc Năm Hương lầm thầm nguyền rủa một mình, Triệu Vĩ nện mạnh gót dài đi sang phòng bà Triệu Phú. Chàng nhất định hạch hỏi mẹ cho ra sự thật. Chàng đẩy cửa bước vào phòng, chẳng cần gõ cửa trước như thường lệ. Đang nằm trên giường xem sách để dỗ giấc ngủ trưa, bà Triệu Phú giật mình ngọ nhỡm dậy khi trông thấy gương mặt hầm hầm của con trai. Bà lo ngại hỏi: có chuyện gì mà mẹ trông con không được vui? Triệu Vĩ không dám hằn học với mẹ như vừa đối đãi với Năm Hương. Chàng tỏ vẻ bực tức bằng cách lôi mạnh chiếc ghế kéo lê trên sàn gạch. Từ lo ngại đến ngạc nhiên, bà Triệu Phú dương mắt lớn: con làm gì vậy? Mẹ chưa thấy con lần nào như lần này. Buông mình rơi xuống ghế, Triệu Vĩ nén giận hỏi mẹ bằng giọng gay gắt: mẹ có biết mẹ đã giết chết hai tâm hồn và luôn cả hai cuộc đời không? Chưa hiểu ngụ ý câu nói của con trai, bà Triệu Phú cười hiền hậu: trông con ngây ngô như một thằng máng, con hỏi cái gì mà kỳ thế? Triệu Vĩ nhìn sang chỗ khác và nói thẳng: có phải mẹ sắp đặt làm chia rẽ mối tình của con và Mỹ Lan? Chẳng đợi mẹ trả lời, Triệu Vĩ nói luôn: Năm Hương đã thú nhận hết cho con biết rồi, mẹ khỏi cần phải đóng kịch. Bà Triệu Phú đã hiểu sự hằn học của con trai. Bà ngồi nín lặng một phút để tìm cách đối phó với Triệu Vĩ. Hồi lâu bà đứng dậy bước đến cạnh Triệu Vĩ. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên con trai: con đã biết hết tự sự, mẹ không chối cãi và giấu giếm con. Chính mẹ đã sai bảo Năm Hương làm như thế, con đừng sanh chuyện với nó. Bà hạ thấp giọng trìu mến: Triệu Vĩ con, đây là một chuyện hơi tàn ác, nhưng mẹ buộc lòng phải làm. Bà dằn giọng: vì tương lai của con, vì danh dự của gia đình ta, cuộc đời của con không thể dính líu với một đứa con gái như Mỹ Lan. Mẹ biết con đau khổ lắm, nhưng thà rằng mẹ chịu thấy con đau khổ ngày nay hơn là thấy con hối tiếc ngày mai. Tuổi trẻ là tuổi bồng bột, rất dễ lầm lẫn trong lúc chọn lựa tình yêu, nhất là mối tình đó lại là mối tình đầu tiên. Con đừng nên dại dột nghĩ rằng ái tình không bắt buộc điều kiện, phải suy nghĩ chín chắn trước khi yêu con à. Triệu Vĩ uất ức nhìn thẳng vào mặt bà Triệu Phú: thì con đã suy nghĩ chín chắn rồi. Con thấy con yêu Mỹ Lan và nàng mới chính là vợ hiền của con, không ai hiểu lầm con hơn con hết. Bà Triệu Phú vẫn nhỏ nhẹ: mẹ hiểu lầm con nhiều và đúng hơn con, mẹ còn kinh nghiệm nữa. Quá tức tối và đau khổ, Triệu Vĩ đâm bướng bỉnh: chỉ có con mới hiểu được lòng con thôi. Có phải mẹ làm như thế là vì hạnh phúc của con? Bà Triệu Phú gật đầu: phải, chứ còn gì nữa. Triệu Vĩ dằn lắm mới khỏi gầm lên: mẹ có biết làm như thế chính là mẹ đem giết hạnh phúc của đời con. Mẹ có biết Mỹ Lan đã đâm đầu xuống sông chẹm chết vì hành động sai lầm của mẹ? Bà Triệu Phú kinh hãi hỏi nhanh: Mỹ Lan đã tự vẫn? Triệu Vĩ ném mạnh chiếc khăn lên mặt bàn: phải, con tìm thấy chiếc khăn này cạnh bờ sông. Mẹ đã gián tiếp giết nàng. Thật, con không ngờ mẹ lại ác độc đến thế. Sự hối hận thoáng hiện trên gương mặt bà Triệu Phú, nhưng nó lại tiêu tan ngay khi bà nghĩ đến danh dự của gia đình hơn là hạnh phúc của con trai. Đối với một người đàn bà cổ lỗ như bà Triệu Phú, danh giá và giai cấp là thứ bất khả xâm phạm. Bà vuốt tóc Triệu Vĩ và ôm tồn bảo: âu đây cũng là số mệnh, con hãy quên Mỹ Lan đi. Mẹ tin chắc dưới suối vàng con bé rất hài lòng, vì ai chẳng muốn cho người mình yêu hạnh phúc. Triệu Vĩ ngắt ngang:
Mẹ đã phạm tội ác mà không ai có thể tha thứ được. Tòa án loài người không thể trừng phạt mẹ, nhưng tòa án lương tâm sẽ hành hạ mẹ cho đến chết. Chàng đứng phắt dậy và lạnh lùng nói: Mỹ Lan đã chết, con không còn thấy thú vị của cuộc đời nữa. Mất Mỹ Lan, đời con mất tất cả. Suốt đời con sẽ không quên cái chết bi thảm của Mỹ Lan, cũng như mẹ chẳng bao giờ quên được tội ác của mẹ. Con mong rằng mẹ sẽ sám hối tội lỗi đó. Trước một chuyện đã rồi, trước hành động mù quáng vì nhẫn tâm của mẹ, con không còn biết nói gì với mẹ, vì mẹ là mẹ của con, mà con thì không có quyền khinh bỉ mẹ. Triệu Vĩ quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng và không quên đóng sầm cửa lại. Bà Triệu Phú thở dài chép miệng: Thằng nông nổi quá, tuổi trẻ ngu dại thật. Hết tập 2.